Godzilla X Kong, đế chế mới đạt doanh thu khủng dù bị chê. Bộ phim quái vật dự kiến sẽ kiếm được từ 50 triệu đến 55 triệu đô khi khởi chiếu cuối tuần qua, nhưng Godzilla X Kong, đế chế mới đã vượt qua dự đoán đó nhờ định dạng IMAX 3D và sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Các nhà phê bình ít ấn tượng hơn về Godzilla X Kong, đế chế mới với hai quái thú từ thế giới khác hợp tác để cứu trái đất rỗng. Nhiều ý kiến cho rằng phim chỉ dùng kỹ xảo để khỏa lấp nội dung dễ đoán. Tờ Empire đánh giá phần cao trào của phim giống mớ hỗn độn, còn các nhân vật ở phe con người thì hời hợt. Tác phẩm của đạo diễn Adam Wingard đạt tổng doanh thu toàn cầu lên con số khổng lồ 194 triệu đô sau 3 ngày ra rạp. Đây là bộ phim có doanh thu cao thứ 3 trong năm dù mới ra rạp 3 ngày, sau Dune, Hành tinh các phần 2, 626 triệu đô sau 5 tuần phát hành và Kung Fu Panda 4, 347 triệu đô sau 4 tuần công chiếu. Ngân sách sản xuất Godzilla X Kong, đế chế mới lên đến 135 triệu đô. Dù còn quá sớm để biết doanh thu sẽ đến đâu, phần mới nhất này có thể sẽ vượt xa phần tiền nhiệm Godzilla Kong. 474 triệu đô doanh thu trên toàn thế giới mặc dù thời điểm đó nhiều rạp chiếu phim đóng cửa do Covid-19. Theo Box Office Việt Nam, Godzilla X Kong, đế chế mới hiện đang chiếu tại Việt Nam, thu về xấp xỉ 60 tỷ đồng từ khi khởi chiếu hôm 29 tháng 3.